Công trình kiến trúc 140 năm tuổi này trải dài 540 m trên eo biển Mang Sơ đã buộc phải đóng cửa vì những biện pháp hạn chế do dịch COVID-19. Bến tàu này đã hiện lên tuyệt đẹp giữa bầu trời xanh và ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ. Đây là một trong những địa danh du lịch được yêu thích của đảo quốc Sương Mù. Khoảng 4,5 triệu người đã đến tham quan điểm du lịch này vào năm 2017. Hiện tất cả các cửa hàng và địa điểm giải trí đã bị đóng cửa kể từ cuối tháng 12 năm 2020 khi chính phủ Anh áp đặt lệnh phong tỏa sau khi số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng mạnh. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuần trước đã công bố một lộ trình dỡ bỏ phong tỏa không chỉ ở điểm du lịch nổi tiếng này mà còn tại nhiều địa điểm khác, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4 tới.